Mến chào quý cô chú và anh chị. Hôm nay chị có về được ghế nghi nha, và tam thế Phật với đồ đồng, đồ gốm với đồng hồ tủ để giao lưu với cô chú anh chị mình khắp mọi miền đất nước nha. Đây là mã số 1B đầu tiên. Đây. Đây là bốn cái diệm Nam Bộ xưa nha, bốn cái diệm Nam Bộ. Để em đo cái nhỏ nhất nha. Đó, cô chú anh chị mình xem giùm em nha. Cái nhỏ nhất là 2 tấc rưỡi. Cái lớn nhất của nó luôn là 3 tấc 8. Đó, nhỏ nhất là 2 tấc rưỡi, lớn nhất là 3 tấc 8 nha. Đó, đây. Tuổi đời là 50-60 năm hết trơn, trở lên hết trơn rồi nha, không có dưới. Đây là diệm con cá Nam Bộ xưa, hàng lái thiêu, nguyên si là lặn. Đây một cái nha. Đó. Đây. Cái này luôn đây, cái này thì nó hơi tóc nhẹ chỗ này thôi. Nhưng mà cô chú anh chị mình trưng đề co rất là đẹp, màu da lương. Chưa vệ sinh chùi rửa luôn. Đó, đây tới cái số 3. Đó. Đó, đây rất là đẹp luôn nha. Đó, liền lạc lành lặn luôn. Đó, tới đây là cái số 4. Đó, 4 cái nha. Đó, nói chung là hàng liền lạc lành lặn, màu da lương diệm nha. Đó, mấy cái diệm này ngày xưa là rất là đẹp luôn cho quý chị mình ha. 4 cái này em giao lưu với quý cô chú anh chị mình luôn, có giá là 1.700.000. 1.700.000 bao ship toàn quốc nha. Đây tới hai cái dĩa Nhật nha. Đó. Dĩa này của chú chị mình nhìn thì đã biết rồi. Đường kính dĩa là 2 tấc rưỡi. Đó, đường kính dĩa là 2 tấc rưỡi, lành tích 90%. Tuổi đời em bao cho cô chú chị mình luôn trên 80 năm. Đó, đây. Cô chú chị mình xem giùm em mặt dưới nha. Đây là mọc lò. Đó, đây là mọc lò nha cô chú chị mình ha. Đó. Đây, đây là mọc lò nha cô chú chị mình ha, rất là đẹp. Đây, cái này luôn. Đó. Đây cũng là mọc lò luôn nha. Đó, cô chú chị mình xem giùm em. Nói chung là đồ này thì em bao 80-90 năm trở lên nha, chứ không có dưới. Đó. Đây, cặp dĩa này lành tích 99% nha. Cặp này em giao lưu với quý cô chú anh chị mình luôn, có giá là 6 triệu. 6 triệu một cặp bao ship toàn quốc nha. 6 triệu một cặp bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn. Đây tới em có hai cái tô nha. Đó, cũng là tô Nhật luôn. Đó, mã số 3B. Tô này là rất là hàng hiếm rồi nha cô chú anh chị mình ha. Đó, đây. Đường kính tô để em đo cho chính xác cho cô chú anh chị mình luôn là 2 tấc 1. Đó, cho em tính 2 tấc thôi. Đó, tô này 2 tấc là nó cũng rất là lớn rồi. Đó. Đây. Hàng lành tích cũng được 90% nha. Đó, cô chú anh chị mình xem giùm em nha. Đây, cô chú anh chị mình xem giùm em. Đó. Đây, mọc lò đây. Đó, cô chú anh chị mình xem giùm em nha. Rất là đẹp, mã số 3. Cái này thì nó hơi gạn tí xíu thôi, nhưng mà không sao. Đó, nói chung là vẫn xài tốt bình thường nha. Hàng lành tích kiểu này là khó hiếm lắm nha, cô chú anh chị mình ha. Đó, dành miệng là không có bị mẻ chút xíu nào luôn. Đó, đây, cô chú anh chị mình xem giùm em. Đó, tô này á, thì em mua nhiều rồi nhưng mà lần đầu tiên em mới gặp hai cái tô lớn như vậy nha. Đó, đường kính tới 2 tấc 1 lần đó. Đây, sông Long Chanh Châu. Của chú chị mình xem giùm em, rất là đẹp. Hàng liền lạc lành lặn luôn. Đó, của chú chị mình xem lại giùm em nha. Cặp này em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, một cặp giá 7 triệu. Đó, hai cái 7 triệu bao ship toàn quốc cho cô chú chị mình luôn nha. Số điện thoại của em là 0939 80-6464, đó là số Zalo và Facebook em tên Triệu tại khu vực Quang, phường Thới Hòa, quận Môn, thành phố Cần Thơ. Số kế của em là 0898-997764, cũng là Zalo và Facebook nha. Mã số 4B đó chính là một cặp voi gạt tàn thuốc. Đó, hàng này lấy thiêu nha. Đó, rất là già tuổi rồi. Chiều cao 1 tấc rưỡi, bề ngang là 1 tấc rưỡi luôn. Đó, đây. Cũng lành tích cũng được 90%. Đó, lâu lâu này em sưu tầm được một cặp nha cô chú anh chị mình ha. Cặp này em giao lưu với quý cô chú anh chị mình luôn, cũng có giá là 600.000 bao ship toàn quốc nha. Đây tới bình rượu ông Thọ nha. Đó, đây cô chú anh chị mình xem giùm em. Đó, bình rượu ông Thọ nha. Đó, mã số 5B. Chiều cao á là 2 tấc 3. Đây, nó có cái nút để nó đậy bình rượu lại nha. Cái này là bình rượu nha cô chú chị mình ha. Đó là cái vòi bình rượu đây. Đó, cô chú chị mình xem giùm em. Đó, đồ này cũng khoảng cỡ 40-50 năm trở lên nha cô chú chị mình ha, rất là đẹp. Đó, bình rượu ông Thọ. Đây.
em giao lưu với quý cô chú anh chị mình luôn, có giá là 700.000 bao ship toàn quốc nha. Đó, tới mã số cặp sư tử nha cô chú anh chị mình ha. Đó, sư tử bữa nay là em bán thu hồi vốn lại luôn. Mã số 6B, trọng lượng nặng là 1,7 kg cặp này nha. Đó, chiều dài sư tử của nó luôn là 2 tấc 2. Đó, chiều cao là 1 tấc 1. Đó, cặp này em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, cũng có giá là 1 triệu bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn nha. 1 triệu bao phí ship luôn. Đây, tới một con cóc ngậm vàng nha cô chú anh chị mình ha. Cóc ngậm tiền, mã số 7B, trọng lượng nặng là 4,3 kg. Đó, liền lạc lành lặn luôn nha. Chiều cao 2 tấc, chu vi con cóc này là 66 nha. Đó, rất là đẹp luôn, liền lạc lành lặn luôn. Đó, không bị bể mẻ đắp giá bất cứ chỗ nào hết. Đây, cóc này em giao lưu với quý cô chú anh chị mình luôn, cũng có giá là 3,2 triệu. 3,2 triệu bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn nha. Đó, tới mã số 8B. Đó chính là một cặp hạt nha. Đó, đây, sông Trầm ông Địa, rất là đẹp, mã số 8B, trọng lượng nặng 1,5 kg. Chiều cao của nó luôn á là 2 tấc nha, con hạt. Hạt này hạt vẫn xưa. Đó. Còn sông Trầm á là 1 tấc 7 nha. Đó, cô chú chị mình xem giùm em liền lạc lành lặn luôn. Đó. Mã số 8B em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, có giá là 1,900,000 bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn nha. Bao đồ xưa cho cô chú anh chị mình luôn. Đó. Mã số 9B, 3 cái ấn nha. Đó, mã số 9B 3 cái ấn, rất là đẹp. 3 cái thì trọng lượng nặng là 2,2 kg. Đó, 1 cái là 500.000, 3 cái là 1,300,000 nha. Đó, cô chú chị mình xem giùm em. Cái cao nhất là 1 tấc 1. Đó, cái thấp nhất của nó luôn là cũng là 9 phân nha. Đó, mua lẻ 1 cái á thì 500.000, còn nếu mà mua 3 cái thì giá là 1,300,000 bao ship toàn quốc luôn. Đó, chất liệu bằng đồng. Đây, rất là đẹp. Đó, ấn giả cổ nha cô chú chị mình ha. Đó, đây, 3 cái là 1,300,000, 1,200,000 nha. Đó, số điện thoại của em là 0939 80 6464, đó là số Zalo và Facebook. Mã số 10B. Đó, đây, cặp đèn này em thu hồi giá vốn lại luôn nha cô chú chị mình ha. Đó, đèn này là đèn Việt Nam nha cô chú chị mình ha. Đó, chứ không phải là đèn Pháp nha. Em báo trước cho cô chú chị mình luôn. Đó, có sao là em báo như vậy. Sơn này là sơn tĩnh điện nha. Đó, chân là chân đồng, họng là họng đồng luôn, nhưng mà vẫn xài tốt bình thường. Nhưng mà sơn này là sơn, màu đỏ này là sơn tĩnh điện. Chiều cao là 5 tấc 8. Có sao là em báo chính xác cho cô chú chị mình luôn nha. Hoành bụng là 42. Đó, đây, rất là đẹp luôn. Cặp này em giao một cặp á, là 3,900,000 bao ship toàn quốc luôn. Đó, đây, một cặp là 3,900,000 bao phí ship toàn quốc cho cô chú chị mình luôn nha. Mã số 11B. Đó, một cái đèn mang sông Ada nha. À, Metomat chứ, quên, em xin lỗi. Cái này Metomat này cũng là thương hiệu của Ada luôn nha cô chú chị mình ha. Đó, đồ ghim này cũng được 90%. Bầu thì 500 cb. Đó, ống khói thì cũng là còn ghim thôi, nhưng mà không có logo nha. Đó, đây, họng này là cũng để Metomat luôn. Đó, cô chú chị mình xem giùm em nha. Đây, còn cái nút bơm này cũng để là Metomat luôn nha. Cái nút lên còi này cũng là Metomat luôn. Và cái nút chỉnh lớn nhỏ này nè cũng là Metomat luôn. Đây, họng trên cũng là Metomat luôn, cũng đóng thương hiệu đàng hoàng. Bầu dưới nó cũng đóng luôn thương hiệu là Metomat luôn nha. Bầu này bầu thao, em bao không lủng. Đó, đây, còn cô chú chị mình mà về mà muốn xài thì cứ vệ sinh lại nha. Tại vì ở đây nhiều khi em không có mời vệ sinh được cho cô chú chị mình ha. Tại vì là em không có thời gian. Còn nắp này thì like nha. Đó, có sao là em nói như vậy. Nắp đó là like. Đó, họng trên này cũng là bằng thao luôn. Đây, cây này em giao lưu với quý cô chú anh chị mình luôn, cũng có giá là 3,800,000. 3,8 triệu em bao ship toàn quốc cho cô chú chị mình luôn nha. Số điện thoại của em là 0939 80 6464, đó là số Zalo và Facebook nha. Em tên Triệu, qua tại khu vực Quang, phường Thới Hòa, quận Môn, thành phố Cần Thơ. Mã số 12B,
tam thế Phật nha. Đó, rất là đẹp, chất liệu bằng đồng, rất là nặng. Một bộ tam thế Phật luôn. Đó, của chú chị mình xem giùm em một vòng nha. Em sẽ quay từng tượng tam thế Phật cho của chú chị mình luôn. Đó, tam thế Phật đứng trên tòa sen nha. Một tượng có thể là 30 kg. Đó, ba tượng này có thể là 90 kg. Đó, để em đo chiều cao thử rồi nha. Đó, chiều cao của nó luôn là 83. Em tính 82 thôi. Đó, tính từ trên xuống dưới luôn là 8 tấc 2. Đó, của chú chị mình xem giùm em, không bị bể mẻ đắp giá bất cứ là chỗ nào hết. Đó, tam thế Phật rất là đẹp luôn. Đó, đây cầm tò sen nha, cầm búp sen cho cô chú chị mình luôn. Đó, bỏ tượng này qua căn thức rồi nha. Đó, bỏ tượng bên đây qua đây. Đây, của chú chị mình xem giùm em nha, rất là đẹp, liên lạc lành lặn luôn. Đó, tượng này hồi nãy là 30 kg nè. Đó, còn tượng này là cũng là 30 kg luôn. Đó, của chú chị mình xem giùm em, từ trên xuống dưới quay gõ nét cho cô chú chị mình xem. Nếu mà không thấy gõ nét thì cô chú chị mình cứ liên hệ với em để chụp hình gửi Zalo thêm cho cô chú chị mình thêm nha. Đó, đây đứng tò sen rất là nặng. Đó, cô chú chị mình xem giùm em, mặt rất là, cái mặt rất là phúc hậu và thần thái nha. Nghiêng qua một bên cho cô chú chị mình xem cái đế dưới nha. Đó, đế chân dưới của tam thế Phật. Đó, liên lạc là lặn luôn, rất là dày. Cô chú chị mình xem giùm em nghe, rất là dày nè. Cái độ dày của nó này, cái này khoảng cái mấy phân á. Đó, tại vì nặng lắm em không có nghiêng được nha. Đó, cô chú chị mình xem giùm em. Rồi bưng đây tượng sơn, bỏ tượng kia qua đây. Đó, tượng dưới. Đó, bỏ cho ba tượng cho quý cô chú chị mình xem từng chi tiết luôn nha. Đó, đây. Rồi bỏ xuống luôn đi, để hơi nó bỏ tượng canh xuống luôn đi. Đây, cô chú chị mình xem giùm em nha. Đó, Quan Âm ban phước luôn. Đó, khuôn mặt rất là khả ái nha, từ bi hỷ xả nha cô chú chị mình ha. Rất là đẹp, rất là dày. Nói chung ba bức tượng này đó giờ là em thấy là 8 tấc mà nó nặng 30 kg một tượng là rất là dày rồi. Đó, ba tượng này không cũng gần 90 kg rồi nha cô chú chị mình ha. Đó, chiều cao thì ngang tượng với nhau, tượng nào cũng ngang với nhau hết. Cũng là 8 tấc 2 hết. Đó, cô chú chị mình xem giùm em. Rất là đẹp nè, bỏ qua cân luôn đi cho cô chú chị mình xem cho biết nha. Đó, đây. Cũng là 30 kg luôn. Đó, 29 kg à. Đó, thuộc là 1 kg nha. Đó, nghiêng qua một bên cho cô chú chị mình xem thấy cái đế dưới luôn. Đó, tại vì nó nặng quá. Đó. Chứ cô chú chị mình muốn xem đế dưới thì chúng em sẽ cho cô chú chị mình xem chứ không có gì hết nha. Đó, em mua thật bán thật nha cô chú chị mình ha. Người thật việc thật mình không có sợ. Đó, đây. Tam thế Phật này em giao lưu với quý của chú anh chị mình luôn. Có giá là 62 triệu. 62 triệu em bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn nha. 90 lô, 90 kg đồng đó. Dạ. 90 kg nha cô chú anh chị mình ha, tam thế Phật rất là đẹp. Đây, tới mã số 13B. Mã số 13B là một cái ghế nghi nha. Đó. Rồi. Đây, một cái ghế nghi. Để em đo mặt chiều sâu vô của nó luôn là 5 tấc 1. Chiều sâu vô là 5 tấc 1 nha. Bề ngang ghế nghi là 1 mét đúng luôn. Rất là dày nha cô chú chị mình ha. Đó, để em đo chiều cao cho cô chú chị mình xem nha. Ốc thì rất là đẹp. Chiều cao là 1 mét. Đó, 1 mét lẻ 1 nha. Nhưng mà em tính 1 mét thôi. Đây, cái đố chân của nó là nguyên một đố dày luôn nè. Đó, để em đo thử nguyên đố nha. Nguyên đố này luôn là, để em đo thử coi nha. Đây. Đó, 3 tấc nha. Để đo bề ngang cái mặt đố như vậy đi. Đó, bề ngang mặt đố là 8 hơn. Đó, cô chú chị mình xem cái màu ốc giùm em nha. Đó, màu ốc sáng nhìn rất là đẹp. Cây là bằng gỗ. Đó, dán miếng này là phải dày phân có 2 phân nha. Đó, cô chú chị mình xem giùm em, liên lạc là lặn luôn, cẩn ba mặt. Đó, lâu lâu em siêu tầm được một cái nha. Bên hông bên đây, hai mặt bên hông và mặt mặt trước thôi, còn mặt sau này là không có cẩn. Quay cho cô chú chị mình xem mặt sau luôn. Đó, đố mặt sau cũng rất là dày. Đố mặt sau cũng dày là 8 hơn luôn. Đó. Cô chú chị mình xem giùm em nha, rất là liền lạc là lặn luôn, không bị bể mẻ đắp giá chỗ nào hết. Đây, để em lặt mặt trong lên cho cô chú chị mình xem nha. Đó, cô chú chị mình xem giùm em cái mặt dưới nha. Đó, em quay, nếu mà không gõ chi tiết của chú chị mình cứ liên hệ với em chụp hình biết thêm chi tiết nha.
Đây, đó ghế nghi này em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, cũng có giá là 27 triệu. 27 triệu em bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn. Còn nếu ở gần thì chúng em sẽ bớt tiền ship lại chút đỉnh cho cô chú anh chị mình nha. Đó, tới mã số 14B. Đó chính là một bộ trường kỷ bằng gõ luôn. Đó, đây trường kỷ bằng gõ nha. Đó, cô chú anh chị mình xem giùm em, rất là đẹp. Ốc thì khỏi chê chỗ nào hết. Để em đo thử cái tay ghế nha. Phủ bì tay ghế là 1m91. 1m90. Đó, tính 1m90 đi. Đó, chiều cao vách lưng của nó luôn là 1m13. Đó, đây, bề ngang của nó luôn là 56. Đó, đố này dày 3 phân nha, dán dày 3 phân. Đó, mặt đố, mặt đố cây là dày 9 phân. Đó, bằng gõ của chú chị mình xem những dân cây gõ giùm em. Rất là đẹp luôn, chúng em chưa có vệ sinh đánh bóng gì hết trơn nha. Đó, đây, đồ xưa là vô mộng không nha. Ốc thì cẩn rất là đẹp luôn. Một mặt bên đây là cẩn, mặt bên đây là chạm. Đó, của chú chị mình xem gõ chi tiết giùm em. Em quay không gõ chi tiết của chú chị mình cứ liên hệ với em chụp hình để biết thêm chi tiết nha. Đó, nhìn rất là đẹp, liên lạc lành lặn luôn. Đó, bằng gõ nha. Đây, để em đo chiều dài cái bàn đi. Đó, chiều dài cái bàn là 1m25. Đó, bề ngang cái bàn là 5 tấc rưỡi. Chiều cao của nó luôn là 74. Chiều cao là 74 nha. Đó, cô chú chị mình xem dân cây gõ nhìn rất là đẹp, liền lạc lành lặn luôn nha, rất là dày. Đây, mặt đôn á là 3 tấc 7, nhân lên là 4 tấc 7. Chiều cao của mặt đôn là 67 nha. Đó, lấy số 7 nó rất là đẹp luôn nha, 3 chìm 7 nổi nha cô chú chị mình ha. Đây, còn em đo cái đố cây này luôn. Đố cây này của nó luôn là 4 phân nha. Đó, mặt này là cẩn, mặt bên đây là chạm. Rất là đẹp, liền lạc lành lặn luôn. Cái này là vệ sinh nước nó mà là lau lại thôi là rất là đẹp. Đó, dân cây cô chú chị mình xem dân cây gõ nè, rất là đẹp luôn. Đó, đây, bộ này thì em bao cho cô chú chị mình luôn tầm khoảng có chừng 30 năm trở lên nha, không dưới. Ốc thì rất là đẹp. Đó, em giao lưu với quý cô chú anh chị mình luôn, cũng có giá là 60 triệu. 60 triệu em bao phí ship toàn quốc cho cô chú chị mình luôn nha. Còn ở gần thì chúng em sẽ bớt tiền ship lại chút đỉnh nha. Đó, 60 triệu bao phí ship toàn quốc luôn. Còn nếu mà ở gần thì chúng em sẽ bớt chút đỉnh cho quý cô chú anh chị mình. Đây, tới mã số 15B. Đó chính là một cái đồng hồ nha. Đó, Đức. Chiều cao để em đo chính xác cho quý cô chú anh chị mình luôn. Đó, chiều cao là 2m1. Chiều cao là 2m1. Đó, đây, máy là đóng dệt Manin 12 gông 12 búa. Đây cô chú chị mình xem thương hiệu giùm em. Cái này là thương hiệu của nó luôn nha, chúng em không phải là gắn vô nha. Đó, sản xuất năm 1983. Đó, năm nay thì cũng khoảng tầm 40 năm rồi, 30 mấy 40 năm trở lên. Đó, kiến này thì em chưa gắp vô, tại vì lý do là khi em mua về em gỡ ra sợ nó bị bể á cô chú chị mình ha. Đó, máy móc thì em bao xài thoải mái vô tư. Kim dây là đây, lịch sao chăng là đây. Đó, 15 phút là gõ một lần. Đó, mặt đồng hồ của nó luôn là 3 tấc nha. Mặt đồng hồ 3 tấc, 15 phút là gõ một lần. Đó, rất là đẹp, liền lạc lành lặn luôn. Nói chung là đồng hồ này thì em bao xài. Đây, mức sau là bằng nu nè của chú chị mình xem nè. Đó, nu tây. Nó dân rất là đẹp. Đó, đây 12 gông 12 búa. Cái này cái tắt âm ban đêm của chú chị mình tắt âm cũng vẫn được luôn nha. Đây, máy là đóng dệt Manin, máy lớn nha. Cô chú anh chị mình xem nhìn là biết cái máy lớn rồi, đóng dệt Manin. Đó, rất là đẹp, liên lạc lành lặn luôn, 12 gông 12 búa. Em bao xài cho quý cô chú anh chị mình luôn. Để em đo bề ngang nhỏ nhất của nó luôn là 4 tấc 7. Bề ngang lớn nhất của nó luôn á là 50 54. Đó. Quý anh chị mình xem giùm em nha, rất là đẹp. Đó, đây, liên lạc lành lặn luôn nha. Đó, có nhiều khi cái chỗ nè thì người ta xài lâu 40-50 năm, chỗ này nè em dặm bát lại nè. Đó, thì nó hơi chày chày tí xíu không sao hết nha, nhưng mà thùng còn nguyên si. Em bao cho cô chú chị mình là chống mối mọt luôn. Đó,
Đây đồng hồ này em giao lưu với quý cô chú anh chị mình luôn, có giá là 28 triệu. 28 triệu em bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn nha. Còn nếu mình ở gần thì chúng em sẽ bớt tiền ship lại cho quý cô chú anh chị mình. Thanh chị xin trân trọng cảm ơn các cô chú chị mình trong thời gian qua đã ủng hộ shop Thanh chịu rất là nhiều. Thanh chị xin trân trọng cảm ơn và cảm ơn.